bệnh dạy, tai nạn thương tích, mất an toàn giao thông. Đây là những gì người ta nhắc đến nhiều khi nói về chó nhà nuôi hiện nay. Bởi tình trạng nuôi thả rong, không tiêm phòng, không trọ mõm, không dây xích là thực trạng chung của không ít gia đình Việt. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Liên tiếp những vụ việc chó nhà tấn công gây thương tích, thậm chí là dẫn đến thiệt mạng. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, dù là người trong gia đình hay người thân quen, đều là nạn nhân của những cuộc tấn công bất ngờ từ thành viên thân thiết của gia đình. Vâng, thưa quý khán giả, chó, mèo là hai vật nuôi phổ biến trong các gia đình và nó rất là gần gũi với con người. Và cũng chính sự gần gũi ấy mà nhiều người đã lơ là, chủ quan, chơi đùa với chúng, đặc biệt đó là trẻ nhỏ. Chỉ đến khi chúng lên cơn thì hối hận cũng đã muộn màng. Không năm nào mà ngành y tế không ghi nhận trường hợp chó nhà cắn người nghiêm trọng, thậm chí là cả tử vong. Vậy vì sao từ một con thú hiền lành bỗng chốc quá thành sát thủ? Rõ ràng tình trạng này không chỉ đơn thuần đó là sự cố, là tai nạn, mà là hồi chuông cảnh báo về mối hiểm họa từ vật nuôi ngay trong chính gia đình của mình. Theo các nghiên cứu tâm lý, những người nuôi thú cưng thường khỏe mạnh, ít cảm thấy cô đơn hơn và đem lại nhiều lợi ích cho người nuôi về mặt tâm lý hay tinh thần. Song, không phải lúc nào những con thú cưng này cũng có cỡ nhỏ và xinh xắn đáng yêu như người ta vẫn hình dung về vật nuôi trong nhà. Bởi tỷ lệ người nuôi những giống chó săn không hề nhỏ. Đây là nguyên nhân của nhiều tai nạn thương tâm, mà vụ việc chó ngao cắn chết bé gái 8 tháng và hai con chó bẹt xê cắn chết người đàn ông 49 tuổi xảy ra tại Hà Nội là những tai nạn điển hình. Đáng nói là thời gian gần đây, trào lưu đưa những giống chó dữ, hiếu chiến về nuôi ngày một phổ biến. Trong đó những giống như chó ngao Tây Tạng, bẹt xê Đức, Rottweiler hay Doberman được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, bản chất những giống chó này cực kỳ hung dữ, thường là giống chó săn hoặc chó chiến đấu với thú dữ. Khi mà ở Việt Nam mình nuôi chó bây giờ giống cái trào lưu rồi. Đại đa số là cứ thấy chó lớn là người ta đam mê. Có nhiều con là nó hung dữ quá thì mình về không thuần thục được, cũng chẳng huấn luyện được. Đặc điểm của những loài chó này, dù có được thuần chủng thế nào thì vẫn không thể mất đi bản tính được. Và nếu gặp điều kiện thuận lợi hoặc chịu sự kích thích thì bản tính có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào. Và một khi bản tính trỗi dậy thì không thể dừng lại sự tấn công ngay lập tức mà phải hạ gục nó. Chưa kể, nhiều người nuôi loại chó này cho nhân giống một cách đại trà, tạo ra số lượng quá đông. Trong khi đó lại không có biện pháp huấn luyện cụ thể, cũng là mối nguy lớn, không chỉ đối với chủ nuôi mà cho cả những người xung quanh. Hung dữ quá thì có như xoáy thái, ngao Tây Tạng, Rottweiler, đó, những cái dòng đó nó có nhiều con nó hung hãn quá. Mình không, có nghĩa là mình không gần gũi được. Người ta không hiểu về cái tác hại của cái lai tàu, cái dòng này qua dòng khác. Nên là làm ảnh hưởng cái thứ nhất trong gia đình. Có người thân bạn bè tới, nó có ảnh hưởng nhiều. Nhiều khi nó cắn bầy bà. Thưa quý khán giả, nhiều con vật, kể cả những vật nuôi ở trong nhà, thì đều có thể gây tai nạn cho trẻ nếu người lớn không cảnh giác và trông chừng chúng. Và trẻ nhỏ thường yêu quý các con vật nuôi, nhưng hãy coi chừng tai nạn do chính những con vật này gây ra. Động vật cắn rất nguy hiểm bởi vì chúng có thể gây đau, gây nhiễm trùng, sốc và có thể chết. Trẻ em dễ bị động vật cắn nhất vì bản tính của trẻ em rất hiếu động và tò mò, hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm này. Đặc biệt, trẻ nhỏ là đối tượng chịu nhiều nguy hiểm nhất khi tiếp xúc với chó cưng, nhất là trẻ dưới 10 tuổi. Bởi ở độ tuổi này, chiều cao trung bình của trẻ dao động từ 100-140 cm. Trong khi đó, những loài chó săn đã có chiều cao trung bình từ 50-70 cm. So ra, chiều cao của chó sẽ bằng một nửa so với trẻ. Và nếu trong trạng thái tấn công, chó sẽ có thể tấn công ở tầm cao, thậm chí là cao bằng chiều cao của trẻ. Và hai vùng dễ bị tổn thương nhất là vùng mặt cổ và bộ phận sinh dục. Không ít trường hợp trẻ phải hứng chịu cái chết thương tâm mà thủ phạm lại chính là những con vật cưng nuôi ở trong gia đình. Và điều đáng nói là trong số những thú nuôi hiện nay, chó ngoại nhập cảnh được nhiều gia đình yêu thích. Và thực tế hiện nay, nhiều loại chó cảnh được nhập về Việt Nam, sau đó thì thực hiện phối nhân rộng ra và nuôi ở trong các hộ dân với mục đích là làm cảnh, nuôi để trông giữ nhà. Và cũng chính điều này đã tiềm ẩn những mối nguy khôn lường khi những con thú này bản tính chưa được thuần hóa. Và chúng ta sẽ cùng bàn luận tiếp về vấn đề này trong chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.